Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái giá thể trồng hoa vạn thọ cũng như là những cái loại hoa Tết nha mọi người. Thì mình cũng sổ các cái loại giá thể ra hết rồi nè. Và bây giờ thì cũng nghỉ trưa mọi người, tranh thủ quay video cho mọi người xem. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like để theo dõi và ủng hộ mình nha. Sắp tới thì mình sẽ làm rất là nhiều các loại hoa Tết. Rồi mình sẽ chia sẻ trong xuyên suốt trong cái quá trình mình làm luôn. Đó thì mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người về cái giá thể. Đặc biệt là trồng vạn thọ nha mọi người. Hôm rày thì mọi người hỏi mình cái giá thể trồng vạn thọ rất là nhiều. Thì hôm nay mình làm ra cái video để mình chia sẻ. Và ngoài ra thì cũng có những cái loại cây khác nha mọi người, hoa kiểng khác nha. Nói chung là trồng, hầu như là trồng được tất cả các loại hoa Tết luôn á. Rồi như mọi người thấy nè, mình đã chia ra từng lớp hết trơn nè. Và đầu tiên thì mình sẽ nói cái giá thể của mình nó gồm những cái gì và bao nhiêu nha mọi người, mình trộn với tỷ lệ bao nhiêu, rồi trồng được bao nhiêu chậu vạn thọ. Đó, thì mình sẽ nói từng phần trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên cái giá thể của mình gồm sữa dừa nè mọi người. Sữa dừa như mọi người thấy nè, sữa dừa nè, rồi trấu nè. Đây thì mình quay gần cho mọi người xem nha. Đầu tiên sữa dừa nha, sữa dừa trò, rồi trấu sống nha mọi người. Đó, hay là cho trấu gì đó. Rồi tiếp theo là phân rơm nha mọi người, phân rơm. À, phân rơm. Rơm một quá nha mọi người, rơm một rồi nha. Thì mình trộn mình cũng lắp đây hết rồi. Giờ trộn đều qua cái là đều là sử dụng được. Đó thì mình nhắc lại nha. Sữa dừa nè. Sữa dừa này thì bóp nhuyễn nha mọi người, nếu mà đóng cục thì mình bóp nhuyễn nha. Rồi tiếp theo là trò, trò trấu. Đó, rồi tiếp theo là phân rơm nha mọi người, phân rơm mục. Rồi mình sẽ kết hợp với lại phân lân, phân lân nè. Rồi nấm trico nè mọi người, nấm trico. Và phân trùng quế nha mọi người, phân trùng quế. Nếu mà mọi người không có trùng quế thì mình có thể sử dụng các loại phân chuồng, ví dụ như phân gà, phân bò, vân vân. Những cái phân đó thì quay một cho mình nha mọi người, quay một sử dụng mới được nha. Chứ mình những cái phân nó xài liền không có được đâu. Đó, nếu mà mình không có trùng quế nha. Còn mình có trùng quế rồi thì mình khỏi sử dụng cái phân đó mọi người. Tại vì trùng quế cũng rất là tốt rồi. Đó thì đây là cái nấm trico nè mọi người, nấm trico, trico đề ma nè. Thì nó sẽ giúp cho cái giá thể của mình nó sạch nha mọi người. Nó sạch cái giá thể của mình. Để mà khi mình trồng cái cây xuống á, cái cây của mình nó ít có bị nhiễm bệnh nha. Thì miễn sao mọi người mua cái loại trico đề ma là được rồi. Đó. Trên thị trường có rất là nhiều loại, nhưng mà đa số á, thì đều mình thấy cái loại nào cũng sử dụng được rất là tốt mọi người. Đây nè, thì nó để công dụng thì mọi người thấy rồi đó. Nè, bạn lá thối rễ, lỡ cổ rễ rồi nè mọi người. Đó, rất là hay. Thì mọi người mua cái này mình trộn thêm vô. Đó, đó là những cái trắng trắng nè mọi người. Trắng trắng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cái liều lượng đi nha mọi người. Thì ở đây mình trộn đâu đó là khoảng gần 100 bao các loại nha, 100 bao các loại. Thì như đây mình làm khoảng tầm 500 chậu vạn thọ nha mọi người, 500 chậu mà cái loại 4 cây á, C11 4 cây nha mọi người. Còn nếu mình trồng 3 cây thì mình có thể thụt lại, hoặc là mình trồng hơn 500 á, thì mình tăng lên một chút. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói tỷ lệ cho mọi người theo dõi nha. Đầu tiên á, sữa dừa của mình là 50 bao nha mọi người. 50 bao để mình lấy cái bao sữa dừa cho mọi người xem, cũng như là mình cho mọi người xem cái
tỷ lệ các cái loại còn lại luôn. Đây thì mình tính bằng cái bao xi dừa này nha mọi người. Đó thì mình tính bao là mình tính bằng cái bao xi dừa cỡ dày đó, thì 50 bao xi dừa này. Rồi tiếp theo là 10 bao trấu như thế này, 10 bao trấu cỡ dày luôn nha mọi người. 10 bao trấu, 10 bao trấu cỡ như thế này. Và 20 bao tro, 20 bao tro nha mọi người. Thì mình ước lượng là cái bao này luôn nha, 20 bao tro. Rồi phân rơm á, nếu mà cái bao thức ăn cho cá thì 5 bao rồi, còn nếu mà bao nhỏ như thế này thì 10 bao. Đó. Rồi tiếp theo là phân lân. Phân lân là 20 kg nha mọi người. 20 kg phân lân. Và 20 kg phân trùng quế. Rồi nấm ti cô hồi nãy á, thì mọi người cho mình 2 kg thôi. 2 kg mình rải đều thôi. Rồi cái trùng quế nếu mà mọi người muốn tốt nữa thì mình có thể mình mua thêm cũng được. Đó, nhưng mà tối thiểu là 20 kg nha, 20 kg cho 50 bao xì dừa này. Phân lân 20 kg, rồi trùng quế 20 kg và nấm tri cô 2 kg nha mọi người. Đó. Đó là những cái mà mình cái giá thể mình chia sẻ với mọi người. Thì mọi người có thể lấy giấy viết ghi lại nha. Đó, mình sẽ để cái thành phần ở trên cái video này, trên cái video của mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà mình trộn phân cho nó đều nha mọi người. Không phải là mình cứ sổ cái này ra mình trộn nó đều đâu. Ví dụ như mọi người theo cách của mình đó nha, mình sẽ rải xì dừa ở dưới một lớp đó. Một lớp tầm khoảng 25 bao đi mọi người. 25 bao, tiếp theo mình sẽ cho trấu lên, trò lên. Rồi phân rơm rồi phân lân, trùng quế, tigo. Tigo thì nói chung là một miếng vậy đó. Rồi tiếp theo một lớp trên là xì dừa nữa. Và mình sẽ rải thêm một lớp tigo nữa. Rồi lúc đó mọi người sẽ trộn lên rất đều. Nó sẽ có từng lớp hết. Chứ không phải là chỗ này xì dừa không, chỗ kia trấu không, mà trò không. Đó mọi người chú ý nha. Mình trộn sao cho nó đều thì mình trồng cây mới được tốt. Giá thể của mình nó tơi xốp mọi người. Rồi đây cái này là cái đống mình trộn mà còn dư nè. Mọi người thấy nó xốp không? Nó xốp. Mặc dù mọi người thấy nó ướt nè. Đó, mưa mưa nó ướt mà mình đụng vô cái tay này rất là xốp. Đó. Đó thì mọi người cứ trộn y vậy, mình có thể mình trồng vạn thọ và các loại hoa Tết luôn nha mọi người. Nếu mình trồng vạn thọ thì mình sẽ thêm nhiều cái phân trùng quế vô cho nó tốt. Rồi xong khi mà mọi người đã trộn đều lên rồi á thì mình sẽ xả một cái lớp, mình sẽ xả nước vô cho nó ướt đều luôn mọi người. Rồi xong rồi mình lấy cái bao mình ập lại đặng mình ủ nó. Khi nào mình trồng á thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ ra chậu thì mình trồng không mọi người. Đó giờ cái thời gian tối thiểu để mình ủ á là 2 tuần nha mọi người. 2 tuần là nó sẽ ngon. Đó. Và nếu muốn tốt á thì để 1 tháng mọi người. 1 tháng thì bây giờ giữa tháng 9 rồi, thì 1 tháng sau cuối tháng 10 mình trồng thì rất là ngon rồi. Đó thì trong video hôm nay mình chia sẻ với mọi người vậy. Đó, giá thể nè thì hôm nay mình trộn để mình làm cúc lá nhám nè. Rồi ớt nè. Nói chung là hầu như là theo cái công thức này mọi người có thể làm tất cả các loại hoa Tết luôn. Đó, ở đây là mình quy định cho cái chậu vạn thọ thôi. Còn mọi người trồng những cái loại khác á, thì mình có thể mình tính cái số lượng theo như vậy nha mọi người. Ví dụ như mình trồng 1.000 chậu. 1.000 chậu thì mình sẽ gấp đôi lên. Gấp đôi cái lượng phân này lên. Còn dưới 500 chậu thì mình thụt lại một chút vậy thôi. Nó rất là đơn giản mọi người. Mình trồng dư, mình trộn nhiều cũng không sao, nhưng mà đừng có thiếu nha mọi người. Thiếu thì mất công mình trộn lại với lại cái giá thể của mình ủ nó không có được, không có tới mọi người. Rồi. Đó là gì? Đó là những gì trong video hôm nay mình chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký kênh like để theo dõi và ủng hộ mình. Sắp tới thì mình ra những cái video nó
nhiều hơn, xuyên suốt cho mọi người. Mình ráng tranh thủ để mình ra video cho mọi người theo dõi. Bên đây ta chạy xuống nha mọi người, đó nó sẽ có từng lớp hết đó. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời nha. Nếu mà muốn hỏi về kỹ thuật hoặc là mua hàng gì đó, thì cứ liên hệ qua Zalo, số điện thoại mình 0979754847 nha mọi người đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều luôn, hẹn mọi người ở những video tới nha. Rồi bye bye mọi người.